ơi, con dẫn bạn Bảo đến chơi nhà. Chào bác. Ừ, Bảo đấy là cháu. Rồi vào đấy, trông nhìn cháu trông đẹp trai, cao to sáng sủa trong cái này. Còn trông nhìn thằng con nhà bác kìa, trông kìa, trông đầu tóc thì như cái trông giống như cái cá mắm. Trông nhìn thấy cháu xem, trông già cái gì. Đấy, cái gì mà kêu như vậy. Thôi ra cơm ơi. Ta biết vừa ăn vừa biết sắp mâm xong biết soi nữa, còn mình thì cũng ngồi cũng ăn hốc và giọt. Thôi bác để cháu rửa bát bác. Thôi không phải để đâu, để con nhà cháu có máy rửa chén rửa rồi. Mà mày xem thế nào, tính bán mẹ thằng Nam đi, chứ nuôi nó tốn kém lắm, rồi mày về mày ở làm con cô. Bây giờ bán mẹ thằng Nam.